Lâm Lâm xin chào các bạn nha. Thì hiện tại mình đang kiểm tra lại một cái bộ máy. Thật ra là đến 2 vàng đó các bạn. Đây là của anh chủ quán cà phê Lào Việt ở Đà Lạt. Đặt ha, để nghe nhạc và một cái máy nữa sẽ trang trí cho một quán ở chi nhánh mới. Thể trên là cái R2 các bạn. Cái này mình gắn tạm một cái đầu DVD vô thôi. Thì bạn thấy là cái R5 của mình rất là to. Và đang cái này thì dùng để nghe ở nhà, còn cái R5 thì sẽ để ngoài quán. Rồi mình cất cái R2 nha, nói nhiều về nó rồi. Rồi R5, máy rất là to, máy này khoảng 15 kg. Đánh một đầu CVC và CVC mới nha các bạn, mới mới khui siêu luôn. Và một cặp loa JBL 607, cặp test 609. Ở đây thì có thêm một cái này là đặt riêng nha các bạn, cái loa thì mình ít làm lắm. Một cặp JBL nữa. Lẽ ra là nếu dàn này đánh thì chỉ cần đây có trép JBL ok rồi. Ở đây thì chỉ cần một cặp đồng trục là được rồi, không cần trép nữa, nó hơi dư trép. Nhưng mà do là phối với nhiều máy khác nhau nữa, cho nên là xem như là đánh hai đường tiếng luôn. Rồi ở đây thì có kèm cái remote nha, và có một cái app có thể sử dụng trên điện thoại để điều khiển qua Bluetooth cho cái máy này được. Cái máy này ngoài rất là lớn nha bạn, bản thân nó là đánh đánh lớn rồi. Ở đây mình sẽ tháo ra trước, một mình đó là đủ rồi nha, rất là lớn luôn. Rồi chẳng qua là thêm nữa để cho nó phối ghép cho nó đẹp á. Coi như là khoảng đánh khoảng 400W, khoảng 200W nha các bạn, xin lỗi. Mỗi cặp loa đánh ra là 4 ohm và 50W. Làm gì khi chúng ta không cân bằng? Khi anh cười chính bóng đêm dần xuống, là khi nhận thấy ta có những gì thành công. Sao để có những điều chân thành này? Cha đất vẫn quay luôn quay cho ta vẫn mà. Hãy để cha buông buông tay khi ta vẫn vẫn mà. Đánh rất là lớn nha các bạn, thật ra là cũng không có cần thiết cặp này lắm, nhưng mà để vô thì nó đẹp, nhưng mà nó khá là to nha. Máy này không đâu khoảng 15 kg rồi, cặp này phải tương đương như vậy nữa. Cái bàn này đang là 1m4 đó các bạn. Chiều cao của cái chiều ngang máy này là khoảng 6 tấc, cao khoảng 2 tấc, sâu 3 tấc. Cái bộ này là chân lên là quá đẹp luôn. So với cái máy R2 thì nó sẽ gọn hơn. Máy R2 gọn hơn, vừa phải hơn. Một cái không gian chỉ cần nằm dưới kệ tivi là đánh R2 là ok rồi. Nhưng mà cái máy R5 thì rất là uy lực. Máy R5 thì hiện tại là mình có để giá với cái phần mô tả nha các bạn. Cặp loa này phải đặt riêng và mình ít sản xuất. Nguyên bộ này tầm khoảng chừng cái máy không khoảng là 6 triệu rưỡi rồi, để giá trên web ha. Cặp loa nữa chúng tầm khoảng chừng 11 triệu bộ này. Thì 11 triệu thì các bạn sẽ có rất là nhiều cái suy nghĩ về mua loa Bluetooth chẳng hạn. Nhưng mà âm thanh DIY thì nó sẽ khác hơn. Còn bản thân thì chỉ cần một cái đầu này là đánh rất là ổn luôn so với không gian của phòng khách chẳng hạn. Cái đầu này nó đẹp đó các bạn. Nhớ đầu này thì tùy theo, tùy lúc mình sẽ có cái đầu JVC hoặc là Dealer. Nói chung là tùy tùy thời điểm hả bạn ha. Thì tuyển chọn là phải tuyển chọn đầu đẹp, bởi vì dòng này cái đầu này là giá dao động khoảng chừng 800 đến 1,2 triệu tùy theo đầu.
thử nhạc khác nó ngọt hay không. Cặp loa này đánh bass rất là tơi, trét nữa, trét cái dòng này thì đánh khá ok luôn, mình đã làm rất là nhiều, đã phối ghép rất là nhiều rồi, nhưng mà cuối cùng thì chọn ra được một vài cái linh kiện thường xuyên sử dụng, bởi vì cho chất âm hay. Hai loa này phía trước, còn hai cái loa hai bên này nên để nó xa ra và nó hướng giống như đánh kiểu surround chẳng hạn, thì nó âm thanh surround thì nó khá là ok luôn á, giống như bốn cánh xe vậy. Rồi về mặt hoàn thiện thì chắc mình đã nói nhiều về cái dòng máy mình ha, gỗ lạng, nhưng mà mình lựa chọn đây là một ông anh rất là nói chung quý mình, cho nên cũng lựa chọn những cái. Mình thấy đây là một phần nó có nu nữa bạn, gỗ lạng ốc chó ha, phần có nu ở linh kiện phía sau ha, cọc này cũng không hơi bèo một chút, mình đang gắn tạm vậy thôi, nguồn rồi nha các bạn, bị bèo. Còn có remote nhưng mà xài bấm nó thích hơn. Gửi xe đó các bạn. Nói chung các bạn ở chỗ nào thì mình vẫn có thể ship đến được, tùy theo là chúng ta có lòng mua hay không thôi. Nhưng mà sắp tới thì mình sẽ có một chỗ để các bạn có thể trải nghiệm và các bạn chọn mua tại chỗ luôn ha, ở Sài Gòn. Còn chỗ khác thì vẫn phải ship. Ở Đà Lạt thì các bạn có thể đến cà phê La Việt ở 200 Nguyễn Công Trứ để các bạn xem cái chất lượng hoàn thiện của máy hát La Madam thôi. Thì đó mình có để ngoài đó một vài máy. Rồi cảm ơn ông anh luôn ủng hộ La Madam. Cái sản phẩm của La Madam thì khi mà các bạn đã sở hữu rồi thì mình nghĩ là các bạn sẽ rất là thích. Còn các bạn chưa có mua thì cũng ủng hộ cho La Madam nha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều.